Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cấp phép xây dựng hoạt động cầu cảng, thế nhưng nhiều năm qua, một số đơn vị tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm đã tự ý xây dựng cầu cảng trái phép, lấn chiếm lòng sông đáy. Hàng ngày cho xe vận tải chở vật liệu xây dựng len lỏi qua các khu vực dân cư để rót vật liệu xuống thuyền, gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Hoạt động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn uy hiếp an toàn giao thông đường thủy. Tại khu vực cầu cảng giáp sông đáy thuộc xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, chiếc xe tải chở đất không phủ bạt tre đang hướng về phía cầu cảng. Tuy nhiên, ngay khi thấy ống kính phóng viên, chiếc xe liền đỗ lại và chờ đợi, sau đó vội vàng rời đi. Con đường này cũng chính là đường dẫn vào một trong hai khu vực cầu cảng xây dựng trái phép. Theo người dân, những vết tích đang hằn trên con đường này chính là hậu quả của việc xe quá tải hoạt động rầm rộ suốt thời gian qua. Bụi và tiếng ồn cũng là những đặc sản bất đắc dĩ mà xe chở vật liệu xuống bãi đã tặng cho người dân nơi đây. Nói chung người dân ở đây thì nói chung là bị cái ô nhiễm môi trường là quá nhiều. Đấy. Thứ hai nữa, xe chở vật liệu thì hầu như là không có che bạt biếc gì hết, không phủ, nên là dân cũng có ý kiến rất nhiều ở riêng quanh đây này, nhưng cũng không thấy hồi âm nhiều. Được biết, khu vực cầu cảng này, phía nam giáp đất công ty xi măng Xuân Thành, phía bắc giáp đất của hộ gia đình bà Tuyết, phía đông giáp sông đáy, phía tây giáp đường. Theo xác định của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nghị, đây là công trình cầu cảng xây dựng trái phép. Nếu mà ở cái vị trí đó thì nó là của cá nhân ông Trần Văn Trương và ông Lê Văn Tuyển. Trước đây nó là thuộc là công trường 2 cũ mà đã chia cho mình từ những năm 92. Tuy nhiên thì hoạt động cũng không có giấy tờ. Tháng 7 năm 2020 chúng tôi đã lập và dừng. Vừa qua thì khi mà phát hiện ra công ty khó hoạt động trở lại thì chúng tôi cũng đã lập biên bản hôm ngày 15 tháng 5 vừa qua và đã dừng hoạt động đối với hai cá nhân này. Theo văn bản được Ủy ban dân xã Thanh Nghị cung cấp thì khu vực bến bãi này đã bị lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động và tháo dỡ, di rời ra khỏi địa bàn xã vào ngày 10 tháng 5 và yêu cầu phải xong trước ngày 25 tháng 5. Tuy nhiên, thời điểm phóng viên ghi hình là vào ngày 20 tháng 5 thì bến này chưa có dấu hiệu của việc sẽ ngừng hoạt động. Tôi đã có những cái thông báo đến đối với các doanh nghiệp là nếu mà hoạt động đúng theo yêu cầu thì phải có các cái giấy chứng nhận hoặc là các cái quyết định của cơ quan thẩm quyền nhà nước, thẩm quyền cấp phép thì mới được hoạt động, còn không thì dừng hoạt động tất cả. Ngang nhiên hoạt động trái phép bất chấp lệnh cấm, những bến bãi tại khu vực cầu cảng này tồn tại suốt một thời gian dài khiến người dân nơi đây bức xúc. Thế nhưng sự bức xúc đến bất lực ấy liệu có còn kéo dài hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự quyết liệt của chính quyền và các cơ quan chức năng nơi đây.